Rồi, hiện tại em đang lên cái siêu 21 triệu giao khách này cô chị. Đấy, cái siêu 21 triệu này. Lực lạc khách hàng không? Lông da bóng giận ha. Đấy, này em giao về Bến Lức Long An ha. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình ảnh của hai con đực kem ha. Đó thì trong đây có hai con đực xem, hai con đực kem và hai con siêu mổ đen của chú chị. Đó thì cặp đực kem này nó lụng khoảng 6 tháng tuổi nè. Đó hai con này thì em quan sát là xương sóc rất to của chú chị. Nói chung thì có con này nè, con này nó giống mẹ nên cái đùi nó hơi đen với cái mỏ nó hơi đen ha, nhưng mà nó là pháp kem. Đó thì con bên đây. Đó một con hai con đực này thì chiều cao nó dao động từ 1m15 tới 1m17 bò của chú chị. Đó 1m15 tới 1m17 bò ha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai con đực này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện tiếp ha. Đó hai con thì em quan sát xương sóc rất to. Đó xương sóc rất to cô chú anh chị. Nó chân móng thì hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cặp đực này anh chủ nhà muốn bán với giá là 35 triệu. Đó giá là 35 triệu cô chú anh chị, hai con thì rụt trụi ha, xương sóc rất to. Đó, hai con tướng tá cấp mình nè, cô chú chị coi nè. Thầy. Đó, nói chung thì bò thì có kiểu mẫu đẹp nha cô chú chị. Đó, tướng tá kiểu mẫu nè. Đó thì cặp đực giá là 35 triệu thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, chân móng nè, chân móng thì em quan sát. Đó, hai con thì xương sóc rất to ha, chân móng thì đều chân móng sò. Đó hai con thì đều chân móng sò không nghe của chú chị. Đó chân móng thì chân móng sò nè, xương sóc thì khá to. Đó phần hai chân trước nè. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó còn con này của chú chị. Đây, em nói hai con bò này xương sóc rất to lắm của chú chị, chân móng mà đứng rất khéo ha. Đó thì hai con này giá là 35 triệu thì của chú chị nào thích cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó phần đít nè của chú chị. Đít dài nè. Đó phần đít dài này, thấy không, đây tướng tá nè. Đó thì chiều cao nó dao động từ 1m15 tới 1m17 nha, 17 bò. Ok, đây phần mặt bài này của chú chị. Đó hai con thì rụt trụi ha, đây lưng dai con này nè. Đó chú chị thấy lưng dai không, con này thì lưng dai đôi ha. Đó hai con bò này thì đương nhiên lưng thì lưng đôi không á. Lưng thì lưng đôi không nè cô chú anh chị. Đó chỉ con này nó giống mẹ nó, cái đuôi nó hơi đen thôi. Đó nhìn tướng tá cặp mình thì rất đẹp ha. Tướng tá sùng sình. Đây mặt mày nè. Đó lưng nè cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó giá là 35 triệu ha. Đó tướng tá cấp mình nè, con nào lấy dài đòn của chú chị. Đó tiếp theo cặp siêu mổ đen. Đó cặp siêu mổ đen thì con này mấy tháng hả chú? Đó con này 8 tháng, còn con kia nó hơn 6 tháng của chú chị hả? Con kia 6 tháng. Đó hai con thì F1 ha, kiểu muốn nuôi. Đó con này thì chiều cao nó là 1m21, 21 bò. Đó phần xe mặt này của chú chị, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh ha. Đó xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh thì hai con này thì cũng chân bóng thì chân bóng sò không. Đó xương sắp nè. Đó con này thì hơi ít rúng nha cô chú chị. Đó con siêu con bự này thì ít rúng ha. Đó xương sắp thì cũng chân bóng sò, chân bóng sò cầm đứng thẳng. Đó thì cặp siêu mổ đen này chủ nhà cũng bán với giá là 30 triệu. Đây con này nè, con nhỏ này tướng tá cấp mình này, khá hay nè cô chú chị. Con nhỏ này tướng sao, tướng tá sùng sình nè. Đó con nhỏ thì búp sừng ha, con lớn thì đầu trụi. Đó tướng tá nè, rúng nè. Đó con nhỏ cái này vú của nó hết biết luôn, con nào cũng bốn vú nha cô chú chị. Em quan sát con nào cũng bốn vú ha. Đây chân móng thì chân móng sò nè cô chú chị. Nó rúng nè, con nhỏ rúng rúng yếm sùng sình ha. Đó con nhỏ thì rúng yếm sùng sình. Đó 6 tháng tuổi. Đây xe lưng nè. Đó xe lưng thì nghiêm chỉnh ha, con nhỏ thì không có xe mặt nha cô chú anh chị.
đó, nó hơi bụp sừng nhỏ hơn xe mặt ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp siêu mỏ đen này thì cứ liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình. Đó, cặp này cái ha, F1 ha, mình mua về đặng mình làm giống sinh sản của chú chị. Đó, con nhỏ thì xe lưng thì nghiêm chỉnh nè, xe mặt thì không có nè. Đó, còn con lớn thì xe mặt xe lưng thì nghiêm chỉnh. Đó, con nhỏ này chiều cao là 1m08, 1m09 gì của chú chị. Đây, quà nè, quà lớn ha. Hôm nay tướng tá nhỏ này sùng sình lắm của chú chị. Đó thì cặp siêu mỏ đen này có giá là 30 triệu. Của chú chị nào thấy cặp siêu mỏ đen này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó. Con nhỏ tướng tá mát sữa sùng sình ha, sùng sình bò. Rất đẹp. Đó, còn phần hai đực nè, em đứng xa nè, nên đứng xa mấy tướng hai đực nè, đó. Đó thì cặp cái siêu mỏ đen này có giá là 30 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào ưng cặp cái này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì bà con nào mua em sẽ ghép xe cho bà con và đỡ tiền phí xe ha. Nói chung thì em đang có chuyến giao về An Giang với Đồng Tháp. Đó với Bình Dương của chú anh chị. Đó thì bà con nào ở mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe cho bà con mà đỡ tiền phí xe ha. Nói chung thì bà con nào ở tỉnh nào em cũng ghép. Nói chung thì mua thì đặt cọc gửi em bữa hai bữa thì em sẽ ghép xe cho bà con mà đỡ tiền phí xe ha. Đó, nói chung thì khu tỉnh nào em cũng ghép xe cho bà con mình hết. Đó, tướng tá nè, em lấy con nhỏ này tướng tá sùng sình lắm của chú chị. Nó qua thì lớn ha. Lông da bóng giận ha. Nói con nhỏ này cấp mình hay sùng sình. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng cặp cái này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xuống tin số chủ nhà cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó. Hai con cái siêu mỏ đen kiểu móng nuôi làm giống sinh sản của chú anh chị. Đó. Đó thì trước khi em giao bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán tiền ha. Mình kiểm tra có bú vỗ cắn hay không, thùng đúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò. Này thì qua cũng lớn nè. Nói chung thì cặp cái này bán thì nói chung thì cũng cò cò bê. Nó cò cò bê luôn chứ không có mắc nhiều đâu. Bà con thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Giá cả không hợp lệ thì đòi em kiếm cặp khác cô chú anh chị. Đó thì mình lựa đi. Đó thì mình lựa con nào ưng bụng thì mình mua ha. Mua mình làm giống sinh sản. Nói chung thì mình mua bò về đang mình làm như mình làm giống sinh sản với mình làm của cô chú chị thì mình lựa cho kỹ đi ưng thì mình hãy mua ha. Nói chung thì bò thì thiếu gì bò, không có kênh này đăng kênh cũng có kênh kia đăng rồi cô chú chị. Đó thì mình lựa con nào nâng bụng mình hãy mua ha. Đó nhưng mà em nói con nhỏ này tướng tá cấp mình nó sao lớn lên nó sùng sình lắm cô chú chị, nó rất đẹp ha. Đó thì cặp siêu mỏ đen này giá là 30 triệu. Đó, còn cặp đực này giá là 35 triệu nè của chú chị. Đó thì em quan sát hai đực này xương sóc thì khá to ha. Em thấy hai con này xương sóc khá to luôn của chú chị. Đó nhưng có con kia chỉ là có cái đuôi nó giống mẹ, nó đuôi hơi đen thôi. Nhưng nó cũng là pháp kem ha. Đây đít nè. Đít lưng tướng tá cấp mình nè. Đó, cái đít hết thang không. Đó thì cặp này có giá là 35 triệu nè. Đó, con này lưng dai nè cô chú chị. Đó, nói chung thì cái con hết trắng này cái dai nó không lực bằng cái con này. Nó lưng dai nè, cái dai đôi nhưng mà nó không lực bằng cái con này nha. Đó nhưng đít nè. Đó nhưng mà con cái xương sóc rất to. Đó, đầu trụi. Nãy giờ giá cả của bốn bò này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện với cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Rồi thì hình ảnh về giá cả của bốn bò này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó thì bây giờ em xin kết thúc video ha, chào cô chú chị.